À, đúng rồi, để chị cắt thử cho. Cắt thử. Cắt thử đây. Và để chị thử đọc trước. Ô, mà anh sao quay phim cho em mà sao hai bên mép anh cứ có cái gì nước nước ấy? Thế em. Anh ơi, cho anh ăn thử này. Xin bảo. Xin miếng nào. Ngay. Khi mà anh quay phim mà quay cho bọn em rất là khổ đúng không? Trời hôm nay nắng đấy, chắc là phải tầm 40 độ đấy. Trời ơi, mẹ mua cho con cá này phơi á. Cái này có được không nhỉ? Ổ như phơi thì phải bắp ra chứ nhỉ? Ai lại á? Phơi á. Cá mà lại á. Mà lại phơi. Phơi cả cái bóng nhỉ? Mày cắt ra vậy. Mà ra. Mà ra, chị ăn em... gì đấy? Ờ, mà cái cha chị có đủ tiền to thế. Chắc đủ tiền như này mua được nhiều thứ lắm nhỉ? Chị đang phơi đấy, sao em lại giật của chị xuống? Ờ, sao chị lại phơi tiền? Tiền đâu mà tiền? Đây, sao đây trả tiền? Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Đây trả tiền. Ngồi quay ra đây. Ông ngồi đấy nó nắng. Đây trả tiền rồi. Em nhìn kỹ lại xem nó có phải là tiền không? Tiền mà. Nhìn lại lần nữa đi. Đúng tiền không? Đúng. Nhìn đây là hai cái lỗ nhỏ nhỏ này này. Nhìn thấy không? Có phải tiền không? Làm gì có tiền nào ăn được? Không phải à? Không phải tiền đâu. Cái này á là một loại cá đấy, mẹ chỉ mới mua đi nhặt về mua cho đây. Bóc ra mẹ chỉ bảo á, cái này á để chỗ khô mát thoáng. Đấy, chị mang ra ngoài này chị phơi, bây giờ chị bóc thử cho em xem ăn. Thoáng được đâu, phải để trong chỗ nào thoáng cho ai dạ, đem ra phơi nhỉ. Ô, chị tưởng là mang ra ngoài phơi này nó thoáng chứ. Đây này. Nhìn thấy chưa? Đã bao giờ nhìn thấy một cái miếng cá nào mà nó to chà bá ra này chưa hả? Chà bá. Ờ, bằng cái mặt luôn này, che được cả hai chị em mình luôn đấy. Ui, ngửi thấy mùi không? Ngửi thấy mùi chưa? Thơm thật luôn đấy. Đúng mùi cá luôn, đúng không? Khoan. Để đây để phơi lên đây. Đó. Này, ui, thấy chưa? Miếng cá này to chưa? À, đúng rồi, để chị cắt thử cho. Cắt thử đây. Và để chị thử đọc trước. Ngon tuyệt cú mèo luôn. Ê, em ăn được. Ăn đi. Đấy, không cay không cay. Cái này có tương ớt thì ngon. Ngon không? Ăn nó giống cá như kiểu cá mực ấy. Ý chị cá mực cô luôn. Wow, ngon đấy. Nhìn. Ngon thật luôn. Ngồi đây ăn. Đấy, em ngồi khoanh nhanh. Đấy, hai chị em ngồi. Đây kéo á. Em thích đoạn nào là em cắt luôn. À, nó hơi nhỏ là cái chỗ này á. Thế là ăn rất là chị. Wow, ăn chơi thế. Thế em mua chị đôi. Mẹ cắm hết đầu. Thôi là mua chị đôi. Ăn nữa không? Đây, cho số cắt cả, chị tự cắt, chị tự ăn. Thế nào ăn đứa cắt. Hai ai phải nhận không? Đây là một thiết kế thông minh của chị đấy. Cẩn thận rơi nhé, cho phải cầm. Phải cầm với chỗ đấy, đúng rồi. Ngon quá. Anh ơi. Ơi. Anh vào nhà em lúc nào ấy? Anh đang quay phim cho em đấy. Ô, mà anh sao quay phim cho em mà sao hai bên mép anh cứ có cái gì nước nước ấy? Thế em. Anh ơi, cho anh ăn thử này. Xin miếng nào. Ngay. Khi mà anh quay phim mà quay cho bọn em rất là khổ đúng không? Toàn được nhìn thấy bọn em ăn rồi. Đây, anh ăn thử xem, ngon cực. Ngon xuất sắc luôn đấy. Nó giống mùi gì, đố anh biết. Giống mùi mực. Đúng không anh? Nhỉ. Mùi cá mực và đặc biệt là không cay nên chúng ta có thể ăn được rất thoải mái nhỉ anh nhỉ? Ngon đấy. Ngon đúng không? Cái này em nghĩ là phải chấm với tương ớt là ngon hơn đấy. Chắc sushi răng chấm thì nhai kỹ vào. Anh nhai đâu. Ngon lắm anh ạ, đúng không? Anh làm thử miếng nữa nhá. Chắc xin miếng nữa nào. To thế. Ô, anh nghĩ em cho anh hết chỗ này á. Ô, cái này trông nó giống cái bánh đa nhỉ. Giống bánh đa của mình nhỉ anh nhỉ. Nhưng mà ăn rất ngon đúng không anh? Rất là ngon. Ừ, em không nghĩ là ngon này không? Quánh chứ đâu. Nó to này mà anh. Anh nhìn bọn em ăn thử lấy nào luôn. Bao bì thì như là một đồng tiền luôn. Nhưng ăn rất xuất sắc anh nhỉ. Rồi bây giờ mới đầu em để em thử chị có đồng tiền to. Anh ơi, ăn cái này rất giống cái pate mà các bạn nhỏ hay ăn đấy.
Nhưng mà cái này em thấy ăn ngon hơn cái đấy, bởi vì cái này nó có mùi mùi rất là rõ ràng. Và thứ hai là ăn cái này nó mềm, và cái thứ này nó không cay. PT nhiều loại cay mà các bạn nhỏ không ăn được, nhưng em thấy cái loại này là ngon đấy. Nhưng mà nó cũng làm kiểu dạng dạng ấy, kiểu cá xong rồi ép mỏng nó như này ấy, rất là ngon. Ngon lắm anh. Em Su chẳng giờ ăn mà đóng cái này, em Su còn ăn Xin chào tất cả các bạn.